Thìn, Mão. Đây là ba con giáp đen đủi nhất trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Trong thời gian này, các bạn cần phải tuyệt đối chú ý đến cái vấn đề về sức khỏe. Không làm việc quá sức, nếu không, cái cơ thể sẽ dễ bị suy nhược. Hơn nữa, các bạn cũng không nên lo cái chuyện bao đồng để tránh rước họa vào thân. Trong cái lời ăn tiếng nói, thì hãy hạn chế to tiếng, nổi nóng. Bởi một điều nhịn là chín điều lành. Bên cạnh đó, trong công việc các bạn cũng dễ bị kẻ tiểu nhân quấy phá, hãm hại, dễ bị cấp trên đè nén, kìm hãm và bị bạn bè xa lánh, khiến cho mọi việc nó bị rối tinh rối mù lên, khó tìm ra cái lối thoát. Vậy nên các bạn cần phải hết sức thận trọng để tránh xa những cái vận xui này. Đó. Vậy thì những cái vận xui nào sẽ đến với ba con giáp này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, con giáp xui xẻo đầu tiên trong 6 tháng cuối năm 2024 không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Thời gian đầu năm thì do năm 2023 năm Quý Mão thì được cục diện là Mão Tuất nhị hợp. Đâm ra ấy, là cái vận may nó vẫn còn kéo đến trong những cái thời gian đầu năm 2024. Nhưng bắt đầu từ tháng 5 âm lịch trở đi đến tháng 6 âm lịch trở đi ấy, thì cái vận hạn của những người tuổi Tuất nói chung ấy cũng phải vận động nhiều thì mới giảm bớt được cái ảnh hưởng. So với cái năm 2023 trước đó thì cái vận trình năm 2024 của những người tuổi Tuất kém sắc hơn hẳn. Đấy, rất khó có thể tìm thấy được cái cơ may hay là cái cơ hội tốt. Nhiều khi ấy, đương số cảm thấy là thất vọng vì rằng mình đã bỏ ra nhiều công sức nhưng mà kết quả lại không được như ý do cục diện là tương xung với thái tuế nó gây ra. Thì dưới cái tác động của cục diện tương xung với thái tuế, Thìn và Tuất là tương xung. Vậy nên ấy, những người tuổi Tuất làm gì cũng vướng phải khó khăn, trục trặc. Các mối quan hệ xã giao thì cũng không yên bình, khiến cho các bạn dù hăng hái bắt tay vào làm bất cứ cái công việc gì ấy, thì cũng luôn nhận lại cái sự phản đối của mọi người, thậm chí là bị hãm hại ngầm bởi những người khác. Chính vì thế mà những người tuổi Tuất thì nên quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Nếu mà có ai đó chân thành góp ý, dù đó là lời nói mất lòng người khác đi chăng nữa, thì quý vị hãy chú ý lắng nghe. Đó có thể là những người thực sự muốn tốt cho các bạn, muốn trông thấy các bạn tiến bộ. Ngược lại, những cái kẻ mà cố tình dùng lời ngon tiếng ngọt để tiếp cận, để nịnh hót ấy, thì cần phải giữ khoảng cách nhất định, không thể dễ dàng mà tin theo cái lời của đối phương được. Đặc biệt, với những người làm lãnh đạo thì nếu như các bạn mà không giữ được cái đầu óc tỉnh táo thì rất dễ đưa ra những quyết sách sai lầm vì tin theo lời của đối phương. Thì ngoài ra, quý vị cũng cần phải chú ý vì trong thời gian này khó đạt được những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Nó còn chịu cái sự tác động bởi các hung tinh nữa. Bản mệnh và lãnh đạo thì thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau, nhiều khi nóng quá mà mất khôn. Các bạn còn nói lời khó nghe, gây mất lòng đối phương. Khi quan hệ đôi bên không được hòa hợp thì cấp trên cũng khó lòng có thể là gì? Giao cho các bạn những cơ hội để khẳng định bản thân, thậm chí không tìm cái cớ đã là may mắn lắm rồi. Bên cạnh đó, cái vận khí thăng trầm do cái thái tuế nó chi phối đi cùng với lại cái suy thoái kinh tế thì hơn ai hết, những người tuổi Tuất sẽ cảm nhận được rõ ràng những cái khó khăn về tài chính trong cái thời gian này. Đấy, cái cảm giác kiếm tiền khó khăn hơn, xoay vòng vốn kinh doanh thì cũng liên tục gặp bất lợi, thậm chí là có những cái doanh nghiệp cũng phải đóng cửa phá sản. Theo đó, cần phải cẩn trọng trong các kế hoạch chi tiêu, lại tránh lối tiêu xài hoang phí mù quáng, kẻo lại khi lại gặp rắc rối nó xảy ra, đương số sẽ bị gì trắng tay, thậm chí là rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Còn với những người làm công ăn lương thì công việc khó khăn, đồng nghiệp thì bất hợp tác, lãnh đạo thì gây khó dễ, cũng khiến cho các bạn vất vả lắm mới có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ. Nhiều khi kẻ tiểu nhân hãm hại khiến cho các bạn phạm phải những sai lầm, phải dùng tiền túi của mình ra để đền bù cái thiệt hại. Có thể thấy rằng, nói chung ấy, trong cái thời gian từ nay đến cuối năm 2024 năm Giáp Thìn, thì những người tuổi Tuất làm việc cần phải hết sức thận trọng để đảm bảo được cái đồng lương của mình, hạn chế gây ra những cái tổn thất. Trên thực tế, nếu như các bạn chăm chút vào cái công việc của mình ấy, không nề hà vất vả, thì cuối năm ấy, công sức của các bạn cũng sẽ được ghi nhận. Các khoản thưởng nóng dù không dồi dào đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ có. Với những người làm kinh tế, lưu niên nó không ủng hộ và lại thêm các nhiều cái hung tinh nó xuất hiện. Nên là liên tiếp nó báo trước cho các bạn những cái thách thức có thể gặp phải về mặt tiền bạc.
Bên cạnh đó, sức cạnh tranh trong năm cũng cao. Thời buổi người khôn của khó, những người tuổi Tuất làm gì cũng cần phải suy tính một cách chu toàn, tích lũy đủ cái kiến thức chuyên môn để không bị kẻ xấu dẫn dắt và lừa gạt. Nói chung làm gì để làm, quý vị cũng cần phải hết sức thận trọng khi mà tham gia vào cái lĩnh vực đầu tư hay là mở rộng kinh doanh. Đó có thể là cái bẫy được giăng sẵn, chỉ chờ các bạn bất cẩn nhảy vào mà thôi. Nói chung ấy, trong thời gian từ giờ đến cuối năm, các bạn cũng không cần phải quá vội vàng mở rộng cái quy mô làm ăn, kinh doanh của mình. Quan trọng là làm gì cũng cần phải chắc chắn, giữ chữ tín thì mới chinh phục được lòng tin của khách hàng. Còn nếu như mà các bạn cứ vội vã chạy theo cái xu thế của thị trường mà bỏ qua chất lượng ấy, thì sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh lỗ vốn, khách hàng thì quay lưng, thậm chí là còn phải mang tiếng xấu nữa. Nếu như mà sức khỏe kém thì các bạn cũng nên đặc biệt chú ý đến cái việc là duy trì cái sức khỏe của bản thân. Những người cao tuổi thì cũng cần được khám chữa kịp thời, tránh những cái thói quen sinh hoạt xấu làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Về mặt tình cảm gia đình, hôn nhân thì những người tuổi Tuất trong thời gian này thì cũng gì nên bao dung với nhau hơn. Đấy, tuyệt đối không nên để kẻ thứ ba chen chân vào cái hạnh phúc của mình. Trong chuyện làm ăn thì những người tuổi Tuất là con giáp hiền lành, dễ bị người khác gài bẫy và dễ bị phản bội, nên cần phải đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ giữa các cá nhân. Không phải ai cũng tốt như vẻ bề ngoài của họ. Nói chung cái dịp cuối năm thì các bạn cũng nên chú ý có cái chuyện là dò dỉ tiền bạc hay không, đồng thời cũng tăng cường liên lạc với mọi người thân, bạn bè để gì lúc khó khăn để có người đứng ra giúp đỡ, tránh phải cái tình trạng là lùi thối một mình. Đó. Vì thế, để hóa giải những xung sát và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9419 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên. Đó. Tiếp theo con giáp xui xẻo thứ hai trong 6 tháng cuối năm mà Tử Thông mới chia sẻ không ai khác, đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, vận may của những người tuổi Mão trong 6 tháng cuối năm ấy, thì cũng gặp nhiều cái trở ngại, gập ghềnh, có thể dẫn đến cái ảnh hưởng không tốt mà những người tuổi Mão cần phải bình tĩnh trong thời gian này. Có người định gài bẫy và bức hại các bạn, thủ phạm là những kẻ hung ác ngầm, gây nên những cái rắc rối trong mọi chuyện vào cái thời gian cuối năm. Thưa quý vị, nói chung ấy, xét về lá số tử vi của những người tuổi Mão năm 2024 ấy, thì vừa kết thúc cái vận hạn thái tuế của năm 2023, những tưởng là bước sang năm mới sẽ được có những sự bứt phá mới, xong rất tiếc là sang năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì lại tiếp tục là một cái giai đoạn đầy thử thách của những người tuổi Mão khi mà vận thế nó vẫn chưa được ổn định. Thì đây là cái năm mà những người tuổi Mão chịu tác động của cục diện là lục hại với thái tuế, lại có những cái hung tinh như là trực phù nó ăn ngữ, công việc thì xuất hiện nhiều cái rắc rối, cũng xuất hiện nhiều cái vấn đề vướng mắc, đòi hỏi những người tuổi Mão ấy cần phải gì bỏ ra càng nhiều công sức và thời gian hơn. Quý vị nên nhớ làm việc gì cũng cần phải hết sức cẩn trọng từ đầu đến cuối, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ trước mắt thay vì mưu tính những cái điều xa xôi chưa phù hợp ở cái giai đoạn này. Vốn dĩ nhiều năm chinh chiến, đem ra là những người tuổi Mão ấy cũng có một phần nền tảng nhất định, không hề thua kém so với những người xung quanh. Tuy nhiên, tham vọng mạnh mẽ khiến cho các bạn cảm thấy là không đủ, luôn muốn phải có nhiều hơn nữa, đứng ở thế cao hơn. Cái tâm lý nóng nảy như vậy có thể khiến cho các bạn nảy sinh những cái suy nghĩ đi đường tắt, bất chấp cái hoàn cảnh. Cái điều này có thể giúp các bạn đạt được cái mục tiêu nhất thời, nhưng về lâu dài có thể sẽ gây hại, thậm chí là vướng vào cái vòng lao lý, chịu trách nhiệm về pháp luật. Không ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân các bạn. Cần phải tự mình điều chỉnh lại cái tâm lý, biết điều gì nên làm và không nên làm vào cái thời điểm mà cái vận khí nó sa sút như hiện nay. Nhìn chung ấy thì các bạn nên gì tĩnh thay vì động, chờ thời cơ thích hợp để mà tiến tế. Thêm nữa, cái năm 2024 nó Giáp Thìn thì có cả thương quan nó tác động nữa. Thì những người tuổi Mão có thể xảy ra nhiều cái bất cẩn trong quá trình làm việc, có thể do bản thân không đủ tập trung hoặc là gì cái phương pháp làm việc không có phù hợp trong thời gian này, nghèo nàn cái ý tưởng, đặc biệt ấy
Nếu đó là cái việc liên quan đến một số cái dữ liệu hoặc là những cái chi tiết quan trọng thì các bạn có thể là gây ra cái thiệt hại nặng nề về kinh tế cho những công ty, về những cái sai sót của cá nhân. Nhẹ thì sẽ bị cấp trên chỉ trích, nghiêm trọng sẽ trực tiếp bị sa thải, chịu trách nhiệm về cái pháp lý tương ứng, thậm chí có thể bị kiện tụng. Đó. Có những cái thời điểm công việc khó khăn nó chồng chất, bế tắc trong thời gian dài, khiến cho đương số mất niềm tin vào chính bản thân, đánh mất đi cái ý chí chiến đấu. Nếu như mà không kịp thời chấn chỉnh lại thì các bạn sẽ trượt dài vào cái suy nghĩ tiêu cực. Đấy. Lúc này thì thất bại là cái điều chắc chắn sẽ xảy ra. Về phương diện tài lộc thì năm 2024 những người tuổi Mão bị cả cái cục diện kỷ Mão nó tương hại, kèm theo nhiều cái hung tinh nó chủ về cái chuyện hao tài tốn của, nó chiếu mệnh, nên là tiền bạc của những người tuổi Mão thất thoát khá là nhiều, thu thì cũng chẳng bù chi, nói chung là tiền thì cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Trong năm 2024, đặc biệt là trong dịp 6 tháng cuối năm, thì khả năng kiếm tiền của những người tuổi Mão cũng rất yếu, dù có tham vọng và cũng gì không chấp nhận một cái cuộc sống tầm thường, luôn tìm cách để mày mò tăng thêm cái thu nhập, song may mắn vẫn chưa mỉm cười với những người tuổi Mão. Bản mệnh không có cách nào để có gì có nhiều tiền vào tài khoản được. Những người mà theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì nên xem xét cái phương án đầu tư ổn định là hơn. Chẳng hạn như là các khoản đầu tư dài hạn hoặc là đa dạng hóa cái nguồn vốn đầu tư để giảm thiểu cái rủi ro do tác động của thị trường nó mang lại. Và cũng là cái cách để quý vị tránh những tổn thất khi bỏ hết trứng vào một giỏ. Bên cạnh đó, năm 2024, đặc biệt là 6 tháng cuối năm, thì bản mệnh những người tuổi Mão vừa tham gia vào cái hoạt động đầu cơ cũng đừng có thấy người khác làm được mà cũng vội học theo. Mỗi người có một cái thế mệnh riêng phù hợp với những người khác nhưng mà chưa chắc đã phù hợp với mình. Vốn dĩ với cái khả năng kiếm tiền thông minh của mình thì khối tài sản mà những người tuổi Mão có được trong vòng 1 năm ấy là cái điều mà ai cũng phải ghen tị. Nói chung ấy, do cái tầm nhìn của các bạn có phần hạn chế, kèm theo cái tính nóng nảy do cả điều kiện khách quan lẫn chủ quan trong thời gian này, quý vị chỉ nhìn thấy một cái món lợi trước mắt, bỏ qua những cái tiềm năng lâu dài về sau. Thì đây cũng là một cái điều vô cùng đáng tiếc. Các bạn có bản lĩnh kiếm tiền nhưng gì lại chính tay mình hủy hoại nó. Trong 6 tháng cuối năm vậy, thì nói chung ấy, sẽ mang đến một số cái thách thức từ chính cái tình hình chung trên toàn thế giới, bao gồm cả suy thoái kinh tế, cạnh tranh gay gắt hay là những yếu tố khó xác định xác nữa. Những người tuổi Mão cần phải bình tĩnh, không dễ dàng bỏ cuộc và tích cực tìm kiếm những cái giải pháp cho mọi vấn đề. Trong trường hợp cần thiết, các bạn có thể là tìm kiếm cái sự trợ giúp từ các chuyên gia hoặc là trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp và tìm ra cái phương pháp tốt nhất. Vì vậy, đối với các công chức ấy, thì năm nay dễ cảm thấy là bị hạn chế hoặc là bị ức chế trong cái công việc. Quan hệ làm ăn thì cũng căng thẳng, đặc biệt là với cái đồng nghiệp tại nơi làm việc. Dễ chọc tức những người khác và khiến cho người khác cảm thấy là bị đe dọa. Nói chung ấy, từ nay đến 6 tháng cuối năm thì các bạn cũng nên chú ý đến cái mọi việc của mình làm, coi trọng cái sự bình hòa, xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, thể hiện cái lòng tốt và gì bớt quan tâm đến chuyện thị phi để kẻ ác không có cơ hội lại lợi dụng bạn. Đối với những cái người mà đang làm kinh doanh buôn bán, bất kể cái việc đầu tư, ký kết hợp đồng hay là hợp tác với người khác ấy, cũng đều phải là gì hành động thận trọng để đề phòng những cái mất mát về tiền bạc. Tóm lại, trong cái nửa cuối năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Mão cũng khá là vất vả. Nếu mà thấy bản thân mình đang hành động quá vội vàng thì quý vị cũng nên bình tĩnh tìm kiếm cái sự ổn định. Về mặt sức khỏe thì tình trạng con đường tiêu hóa của quý vị cũng không tốt trong thời gian này. Các bạn cần phải hết sức thận trọng, hạn chế cái chế độ ăn uống của mình để ngăn chặn những cái bệnh cũ nó tái phát và những cái chấn thương nó có thể xảy ra. Những cái tranh cãi, những cái hiểu lầm rất dễ xảy ra trong các mối quan hệ. Những người yêu nhau trong thời gian này thì cũng cần phải có sự thấu hiểu và sự bao dung hơn, đặt mình vào vị trí của đối phương để mà phán xét. Và để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, cũng như là để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời
cho những người tuổi Mão, đó là con giáp xui xẻo thứ hai. Tiếp theo, con giáp xui xẻo thứ ba không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, nói chung là một trong những con giáp xui xẻo trong 6 tháng cuối năm 2024 thì những người tuổi Thìn sẽ có những cái thăng trầm trong cuộc sống, trong công việc, cũng như là cái tâm lý và cái sức khỏe nó cũng không được tốt. Như quý vị đã biết ấy, năm 2024 thì đặc biệt là 6 tháng cuối năm ấy, cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Thìn nó không mấy thuận lợi. Trong cái năm tuổi của mình thì quý vị sẽ dễ gặp nhiều cái vấn đề phiền não và những cái áp lực do cái cục diện là trực thái tuế nó mang lại. Dù đã rất cố gắng, rất nỗ lực nhưng không có cách nào để đảm bảo mọi việc được suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối. Tổng thể quá trình cũng sẽ luôn xuất hiện một số cái rắc rối nửa chừng do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan nó mang lại cho những người tuổi Thìn. Đặc biệt đối với những người mà có máu khởi nghiệp kinh doanh ấy, hoặc bắt đầu kinh doanh ấy, hoặc buôn bán ấy, cái việc thiếu kinh nghiệm có thể nó khiến cho đương số phải va vấp rất là nhiều. Tốn công sức lẫn tiền của mà mọi thứ nó vẫn chưa đâu vào đâu, thậm chí là dễ bị thất bại ê chề đó. Cái mức độ cạnh tranh trong cái thời gian này nó có thực sự là tăng tiến khá là mạnh. Vốn là những người có tính cách mạnh mẽ và cái tôi cá nhân cao nên quý vị rất dễ xảy ra những cái bất đồng với những và hoặc là những mâu thuẫn với những người xung quanh. Dù chỉ là những ý kiến trái chiều từ những cái vấn đề nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho gì chuyện bé xảy ra to, dẫn đến những cái bất hòa gay gắt. Quý vị chủ động gây hấn như vậy sẽ chỉ càng khiến cho các bạn bị bất lợi mà thôi. Tốt nhất là quý vị nên chăm chỉ làm việc, làm tốt cái việc của mình. Giữ cái thái độ dĩ hòa vi quý và khiêm tốn là cái cách để bảo vệ bản thân tốt nhất. Trong thời gian này thì đầu tư, kinh doanh cũng không nên mù quáng, bỏ qua cái rủi ro nó tiềm ẩn, mà quý vị nên áp dụng cái chiến lược thận trọng để tránh thua lỗ. Thì ngoài ra, khi đàm phán kinh doanh thì các bạn phải đọc kỹ điều khoản để tránh bị gài bẫy. Thì đối với những người mà buôn bán kinh doanh làm ăn thì gia chủ có thể là gặp nhiều cái vấn đề khó khăn trong cái quá trình điều hành doanh nghiệp mà một mình không thể giải quyết được mọi chuyện. Bên cạnh đó thì cũng không thể tránh khỏi những cái lúc mà phải đối diện với những cái biến động của thị trường, cũng gặp phải những cái đối thủ cạnh tranh, thậm chí là còn có thể bị cướp đoạt cái ý tưởng kinh doanh. Vì vậy, lúc nào cũng cần phải giữ cái đầu thật lạnh, suy tính từng đường đi nước bước cẩn thận, chủ động phân tích cái tình hình và có cái biện pháp đối phó nhanh chóng và phù hợp. Dù cái vận quý nhân trong thời gian này nó không nhiều, nhưng mà khi thực sự cần thiết thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện. Vậy nên là gì? Quý vị cũng cần phải chủ động tìm kiếm cái kinh nghiệm, kỹ năng từ bạn bè, từ những người thân thiết hoặc là những người đi trước để có thể giải quyết vấn đề của mình một cách tốt nhất. Cùng với cái công việc làm ăn nó khó khăn thì cái phương diện tài lộc của những người tuổi Thìn cũng khó tránh khỏi những cái tác động bất lợi từ cục diện là gì? Cái năm thái tuế nó gây ra. Tiền bạc thì dễ đội nón ra đi, một đi mà không trở lại, không rõ nguồn cơn. Làm ăn thì thiếu hiệu quả, đầu tư thì dễ bị thua lỗ, tình trạng kinh tế thì gặp nhiều cái áp lực, căng thẳng. Nói chung con giáp này thì vốn có khả năng, nhưng cái tình hình khó khăn chung nó khiến cho các bạn khó có thể phát huy được trọn vẹn. Cái việc kiếm tiền nó trở nên là vất vả và tốn rất nhiều cái công sức, nhưng mà thu nhập thì cũng chưa thực sự được khả quan. Hơn nữa, những người sinh năm Thìn coi thường các khoản thu nhỏ và luôn mong muốn kiếm được một cái khoản tiền lớn trong thời gian ngắn thông qua các dự án đầu tư kinh doanh hay là quản lý tài chính để có thể gì thực hiện hóa được cái mục tiêu tài chính của mình. Lý tưởng tuy tốt nhưng mà hiện tại lại rất phũ phàng. Cái vận khí ảm đạm trong năm nó cũng khiến cho gì bản mệnh rất khó đạt được cái tâm nguyện. Thậm chí là gì nếu mà quá mức cố chấp ấy, có thể là mất hết cả vốn lẫn lãi. Có câu là tích tiểu thành đại. Các khoản tiền dù ít hay nhiều ấy, đều là công sức của bản thân. Các bạn nên là trân trọng nó. Một lý do nữa mà khiến cho tiền bạc của những người tuổi Thìn ấy bị thất thoát nhanh chóng là do những người tuổi này thường tiêu tiền rất bất cẩn. Các bạn có thói quen thích tiêu dùng cái hoang phí, sa đà vào cái lối sống hưởng thụ và còn có thể gì kết bạn xấu trong năm nay. Những cái hành vi này có thể tác động tiêu cực đến cái tài lộc của những người tuổi Thìn. Bên cạnh đó, những người làm kinh doanh buôn bán thì cũng nên đề cao cái vấn đề đạo đức, đừng cố gắng làm giàu bằng cách bất chấp cái thủ đoạn. Đừng quên, năm nay ấy, thì cái vận hạn rất lớn. Những cái loại hành vi như vậy không chỉ băng hoại về cái đạo đức mà còn khiến cho các bạn có thể vướng vào cái vòng lao lý, kiện tụng, tù tội, phá hủy tất cả những gì mà quý vị xây dựng từ trước đó. Nói chung cho năm nay thì quý vị cũng không vội mở rộng quy mô làm ăn. Tốt nhất là nên
làm tốt hoặc là tiếp tục hoàn thiện các kế hoạch đang còn dang dở hiện tại. Đầu tư thì cũng phải tùy thuộc vào cái năng lực của bản thân, không nên mù quáng mà chạy theo cái xu hướng hay là nghe theo lời dụ dỗ, mời chào mà lại vung tiền bất chấp. Làm gì thì quý vị cũng nên thận trọng, chú trọng vào cái chi tiết, vào cái tiến trình đấy, và gì tính toán kỹ lưỡng giữa cái lợi và cái hại, làm đến đâu thì chắc đến đấy. Bên cạnh đó, quý vị cũng cần phải lưu ý rằng thời gian từ nay đến cuối năm, đặc biệt là 6 tháng cuối năm ấy, thì quý vị cũng không nên mở rộng quy mô công việc một cách mù quáng, cũng không nên quá đi sâu vào cái lĩnh vực mới, nếu không ấy, sẽ chỉ mang lại cái gánh nặng kinh tế mà thôi. Nói chung ấy, cái thời điểm 6 tháng cuối năm 2024 ấy, thì những người tuổi Thìn sẽ gặp rắc rối, đau khổ nặng nề. Đối với các bạn mà đang làm quan chức, nếu không làm quản lý ấy, thì cái sự nghiệp của họ có thể là gì không ổn định trong cái thời gian này, nên thận trọng trong mọi việc và tập trung vào cái sự ổn định, cẩn thận kẻo vướng vào cái vòng lao lý. Trong công việc thì các bạn cũng nên phát triển những công việc quen thuộc, đúng không ạ? Đừng có gì mải mê mà đi vào cái lĩnh vực mới, kẻo lại dễ gặp những chuyện phá tài. Còn đối với những người mà đang làm ăn kinh doanh thì năm nay cái vận thế nó thăng trầm, các bạn cần phải hết sức cẩn thận để cảnh giác kẻo bị lừa đảo. Đặc biệt khi gặp phải những cái vấn đề lớn như là lập kế hoạch đầu tư thì các bạn cũng cần phải suy nghĩ trước khi mà hành động. Hãy nhớ rằng cái sự ổn định nó là cái phước lành, chứ đừng có ham làm giàu. Trong năm nay, tiền nhiều đến mấy thì cũng dễ bị trôi theo dòng nước. Vì thế, để bảo vệ cái thành quả lao động của mình, bảo vệ cái tài sản của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp xui xẻo thứ 3. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ba con giáp dễ gặp sao quả tạ chiếu mệnh trong khoảng thời gian 6 tháng cuối năm âm lịch, đấy, năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó là những tuổi sau này. Một là tuổi Tuất bị cục diện là gì? Thìn Tuất tương xung, bị xung thái tuế. Hai là tuổi Mão bị cục diện Mão Tuất, Mão Thìn là lục hại, hại thái tuế, đúng không? Thứ ba là những người tuổi Thìn là bị cục diện là trực thái tuế. Đó. Đó là ba con giáp dễ gặp vận xui, xui xẻo triền miên nó kéo đến trong 6 tháng cuối năm. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.